Turn on feeling nice. Đó. Các bạn thấy không? Turn off feeling nice. Đó, rất là ok đúng không các bạn? Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái đèn trần mới của mình. Các bạn có thể thấy đây là chiếc đèn trần của Blitzwork. Cái mã sản phẩm là BWLT20. Đóng gói của sản phẩm thì rất là đơn giản các bạn ạ. Ở bên phía mặt sau của sản phẩm thì chúng ta có một vài cái thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Đây là đóng gói của sản phẩm các bạn ạ. Khá là đơn giản luôn. Chúng ta nhấc mấy cái tấm xốp bảo vệ này ra. Đây là đèn của chúng ta các bạn ạ. Bên trong hộp hết rồi. Đó, đây là chiếc đèn trần khá đẹp các bạn. Mình lựa chọn cái bề mặt này là những hình ngôi sao nhỏ các bạn. Trang trí trông rất là hay. Phụ kiện đi theo đèn thì gồm có sách hướng dẫn sử dụng này. Cái tấm này thì giúp chúng ta định vị cái vị trí để bắt đèn lên tường này. Đó, rất là chu đáo các bạn. Nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Định vít. Cái phiếu bảo hành của Blitzwork. Cái phiếu bảo hành này thì sản phẩm được bảo hành trong cái thời gian là 18 tháng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua sách hướng dẫn sử dụng nha các bạn, để mình nói qua về chi tiết kỹ thuật của cái đèn này. Tên của sản phẩm là BWLT20 này. Cái chất liệu là nhôm và nhựa PC các bạn ạ. Kích thước của đèn này, kích thước của đèn là 345 nhân với lại 60 mm. Đấy, hơn một gang tay các bạn ạ. Điện áp hoạt động là từ 100 tới 240 V. Cái công suất của nó là 24W và cái độ sáng là 1800 lumen các bạn. Cái độ sáng khá là ấn tượng. Đèn thì sử dụng cái led là led 3030 24 chiếc này. Cái nhiệt độ màu của đèn thì có thể thay đổi được nha các bạn. Từ 2700 tới 6500K. Cái chỉ số hoàn màu rất là cao, lên tới 80 CRI các bạn. Cái góc beam thì rất là rộng, 120 độ này. Hoạt động ở cái wifi có tần số là 2.4 GHz. Có thể hoạt động với ba cái app các bạn, app Beatwork này, app Tour này, app Smart Line. Còn có thể hỗ trợ giọng nói các bạn. Đó, cái điểm này là mình rất thích này. Các bạn sẽ không cần mất công tìm cái nút bấm, các bạn có thể sử dụng giọng nói để điều khiển bật tắt đèn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở bên trong cái đèn này cho các bạn coi nó có gì không nha. Để tháo cái sản phẩm này thì cũng khá là đơn giản các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn tổng quan trước khi chúng ta tháo cái sản phẩm này ra. Mặt sau thì có ghi một vài cái thông tin, thông số kỹ thuật của sản phẩm. Cái này mình vừa điểm qua rồi. Để tháo thì các bạn chỉ cần cầm tay, các bạn xoay nhẹ cái nó ra. Đó, xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Đấy, khả năng tháo lắp của đèn rất là đơn giản các bạn. Đây là cái tấm nhựa các bạn. Đó, các bạn treo thì chẳng may chúng ta có làm rơi cái này nó không vỡ được các bạn. Đó, trong lúc chúng ta treo mà bất cẩn ấy, rất là tốt các bạn, rất là thuận tiện. Nhựa dẻo các bạn, các bạn thấy không? Rất là dẻo, đó, rất là đẹp luôn. Rất thích cái thiết kế này, nó an toàn các bạn. Từng cái cạnh của sản phẩm các bạn, mình quay gần các bạn coi. Không có cái bao vi các bạn, được hoàn thiện rất là tốt nha. Rất là chắc chắn các bạn, rất là đẹp. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta các bạn. Đây là cái driver này, cái phần cung cấp điện này. Đây là 24 bóng nét của chúng ta. Các bạn có thể thấy này, chúng ta có mỗi hàng có 8 bóng, 2, 4, 6, 8 đó. 8 bóng này tạo thành một cái hình tròn. Những cái đầu lối này các bạn, mình quay gần cho các bạn coi nha. Cái đầu lối nhanh các bạn. Ở lúc đây bạn đút dây điện là xong, đây là dây mát. Cái điểm mình thích nhất ở cái sản phẩm này đó chính là cái led này các bạn. Cái led này được làm với một cái thấu kính các bạn. Thấu kính như thế này thì nó rất là mịn nha các bạn. Bạn thấy không? Từ cái thấu kính này sau đó thì nó lại còn qua cái tấm này nữa. Bởi vậy thì là cái beam sáng nó rất là mịn, cái ánh sáng rất là đều các bạn. Các bạn thấy không? Cái ánh sáng này rất đều, rất là mịn. Bởi vì ở trong cái led đó như các bạn vừa nhìn thấy đấy, nó đã có một cái thấu kính để làm mịn rồi. Ở bên ngoài nó lại còn có thêm một cái tấm này nữa. Đó, nên là ánh sáng rất là đẹp các bạn. Đó, ánh sáng vàng này, rất là ấm áp luôn. Ở đây mình có một cái sản phẩm đèn trần thông thường này. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha. Các bạn có thể thấy này,
cái led của đèn trần thông thường thì nó không có cái tấm che các bạn ạ, nó chỉ có một cái tấm này để làm mềm cái ánh sáng thôi, để cái ánh sáng nó tỏa mịn hơn thôi. Các bạn có thể để ý thấy này, đó, từng cái mối hàn một này được hàn rất là bóng các bạn, chứng tỏ là cái khả năng cái kỹ thuật gia công của sản phẩm rất là tốt các bạn. Và những con ốc này này các bạn thấy không, ốc thì đều được đệm một cái miếng chống chập ở dưới. Cái giá của sản phẩm cũng rất là tốt các bạn. Cái sản phẩm này mình mua với giá 35 đô, thì lát mình sẽ để link và cái mã giảm giá để các bạn có thể tham khảo nha. Ở đây là cái nhựa, chúng ta sẽ đút dây vào đây này, bạn ấn này xuống này. Đó, bạn đút dây vào. Bạn nhả tay ra vậy là xong, quá đơn giản đúng không các bạn? Đó, vậy là được rồi. Quá tuyệt vời. Giờ mình sẽ cắm điện. Đây mình có ổ điện đây, mình sẽ cắm điện vào. Đó, đèn sáng rồi các bạn. Để điều khiển cái đèn này thì các bạn sẽ cần cài cái app ở trên điện thoại nhé các bạn. Đây là đèn mới mua về này, thì nó đang ở trạng thái này, thì các bạn sẽ kết nối wifi, các bạn có thể điều khiển được cái đèn nhá. Đây mình có một cái app ở đây này. Đó, bạn tải cái app Bitwood này về. Đây thì mình có một cái đèn rồi, mình sẽ thêm một cái đèn nữa. Các bạn sẽ ấn dấu cộng ở này này. Đó, dấu cộng ở trên điện thoại. Sau đó thì các bạn sẽ tìm cái thiết bị chiếu sáng này, bạn thấy không, thiết bị chiếu sáng, cái đèn ở trên cùng này, thiết bị chiếu sáng BLE cộng wifi đó, các bạn chọn vào, các bạn bấm tiếp theo này. Đó, nó có hỏi này, xác nhận là đèn báo nhấp nháy nhanh này, các bạn bấm tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái tên wifi và mật khẩu, mình không có mật khẩu thì mình bấm tiếp theo. Đó, nó đang quét các bạn ạ. Các bạn chờ một lát thì nó sẽ quét được thiết bị. Cái sản phẩm của Bitwood thì nó quét wifi rất là nhanh, đó là cái điểm mình rất thích ở cái sản phẩm này. Đó, nó đang quét đây các bạn. Trong lúc chờ nó quét thì các bạn có thể nhìn thấy này, đó, cái pin sáng rất là mịn đúng không các bạn? Đó, xong rồi các bạn, gần xong rồi, 25% rồi này, rất là nhanh. Đó, đã xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể đặt tên các bạn. Các bạn bấm một cái hình này, các bạn đổi tên nó đi. Ở đây mình sẽ đổi tên thành đèn trần nhá. Đèn trần Lưu. Rồi, hoàn tất. Đó, các bạn thấy cái biểu tượng này là đèn đang được bật này. Mình sẽ quay về. Đó, đèn trần đang được bật này, các bạn bấm lên để tắt này, đó, hoạt động rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ có thể bấm vào cái đèn, đó, bây giờ mình sẽ có nhiều cái cài đặt hơn. Các bạn bấm vào wifi này, đây là đang chế độ sáng này, đó, các bạn sáng nhất này, các bạn thấy là nó sáng hơn không? Các bạn có thể chỉnh nhiệt độ màu này, đó, đây là màu trắng này các bạn, đó, ánh sáng trắng. Các bạn để ở giữa thì nó sẽ kết hợp cái nét vàng và nét trắng thì nó sẽ ra cái màu trung tính các bạn ạ. Đó, cái nhiệt độ màu 5000K, đó, đây là hai nét đều bật rồi các bạn. Đó, vàng này, trắng này, hoặc là hai nét đều bật, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không những thế thì cái sản phẩm của Bitwood này các bạn còn có thể kết nối với Google Essential hoặc là Amazon các bạn, để mình có sẵn ở đây rồi mình thử cho bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ kết nối với lại Google Home để mình có thể điều khiển qua trợ lý ảo của Google nhé các bạn. Mình sẽ tìm Google Home. Đây, mình sẽ vào Google Home này. Đó, các bạn sẽ vào cái dấu cộng này này. Các bạn thiết lập thiết bị này. Đó, các bạn sẽ liên kết này. Ở đây thì mình đã liên kết rồi, nó đã nhận hai thiết bị rồi. Bây giờ các bạn sẽ quay lại. Đó, các bạn sẽ thấy này, trong nhà bạn thì cái đèn này nó nhận rồi này, các bạn bật thử này. Đó, các bạn tắt này. Tắt là ok thì các bạn sẽ có thể sử dụng trợ lý ảo rồi. Bạn bấm vào đây. Turn on ceiling light. Đó. Các bạn thấy không? Turn off ceiling light. Đó, rất là ok đúng không các bạn? Tổng kết lại với mức giá 35 đô thì mình đánh giá cái sản phẩm đèn trần của Bitwood là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Các bạn có thể cài đặt linh hoạt này, nó có thể sử dụng app này, có thể sử dụng với trợ lý ảo này, thiết kế thì rất là đẹp, cài đặt thì là dễ dàng. Thì mình hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.